Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu 9A91 Predator. Khẩu này thì nó cũng phải gọi là thuộc vào cái dạng siêu hiếm. Nhưng đối với đại gia ấy, thì hiếm hay không hiếm thì nó không quan trọng anh em ạ. Tiền nó đập vào hết. Cái clip show art bữa trước thì có rất nhiều anh em vào chửi là thằng này thừa tiền, thằng này nhiều tiền thế, sao tao không đủ tiền ăn mà mày nó nạp tiền vào game nhiều như này. Này thì chạy này, còn lợn lầy. Vâng, các bạn không nên so sánh như thế, tại vì chúng ta không thể dạy được đại gia cách tiêu tiền. Vâng, chúng nó tiền nhiều mà, tiền cất sao cho hết được, đâu như chúng ta á đủ. Kẹt này, kẹt này. Biết ngay mà, cái dáng đê lùi như thế là mình biết bạn kẹt rồi. Đỉnh mệnh nhìn hai con cương thi kìa, nó tung tăng khắp map anh em ạ. Ui ôi, định mệnh thằng tơ nhá. Lòi đâu ra vậy? Vai xoài, đập mặt vào thằng tơm, suýt chết. May quá, té thôi. 36 kế. Ôi, cái định mệnh gì đây? Hay ấn nhầm nút anh em ạ. Hiện tại thì mình đang chơi trên con S7X. Anh em nào có con này thì cũng khá là ngon. Nhưng được cái màn hình nó cong quá, khó chơi anh em ạ. Lâu lâu tay mình lại di vào cái nút cài đặt, như thế lại đứng im khổ thân thế này. Ui dồi ôi, tơ này, thằng tơ nó trực, nó la liếm ấy, không phải dạng vừa đâu. Khẩu này thì thấy đạn cực kỳ nhanh, tốc độ bàn thờ nha mọi, chỉ cần rút va rút ra và đút vào thôi. Gì đấy, nhìn cái gì? Ui dồi, ui dồi, ui lòi ra đông vậy, lại lòi ra này. Ui ôi, cái định mệnh. Ok, mình phải sang phòng khác đây. Chơi bên bọn Gina này nhiều phòng nó đổi bại lắm anh em ạ. Những cái sở thích nó cực kỳ là khốn nạn. Nó lên hết trên thùng hàng thẩm du, thế đích nào có zombie mà bắn được. Đâu rồi? Trận này ui dồi ôi, zombie chắc chắn đông rồi. Phòng này là phòng hứng chó. Các bạn có thể thấy ở trên sân rất nhiều thanh niên lao xuống cận chiến các kiểu. Vâng thôi, các bạn cứ cận chiến cho nhiều zombie đi, để mình đứng sau này mình thu hút zombie ra sau cận chiến cũng được. Ui, còn có thằng quay tay trong cái hốc kia nữa. Đứng im đi bạn ơi. Ui dồi ôi, chạy đâu ấy, chạy đi đâu? Ôi thôi xong rồi, một bé. Chạy đâu ấy, chạy đâu đấy? Ui vai cả mất giáp kìa, thanh niên nó đi sau lưng mình lúc nào ấy, cay thế. Vâng, cận chiến được một thằng AFK mất bàn ở cái giáp, sự đánh đổi cực kỳ là lời. Đây rồi, đây rồi, con này lúc nãy cận chiến cao bên phải không? Này thì cào tao rồi, cào tao rồi. Nhìn cái gì không biết thằng nào cào mình, chứ cứ xác định cương thi là phải chém anh em ạ. Ui dồi ôi, ui dồi. Thành tơ cũng biết làm cái gì. Thôi bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh. Làm gì mà căng vậy? Phòng này bắt đầu có những thanh niên hứng chó lao lên và hiếp thôi, chứ không như phòng lúc nãy, bọn kia đứng chầu trực hàng để nó hiếp thôi. Còn bọn này biết là tự thân vận động, biết lao lên kiếm hàng. Vâng, những điều đấy rất là khuyến khích nha. Vâng, vì điều đấy giúp mình rất là nhiều kill. Ai hí. Úi dồi ôi, lên đây, lên đây, chúng mày cứ lên đây. Mình sẽ hiếp thằng to rồi biến hero nhá. Ok, cho nó. Ui, này thì lao lên đây rồi, đã không muốn gây sự rồi, thích lao lên. Cút cút ra để mình bắn thằng tơ nào. Thằng tơ yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi. Ủa, ô cái gì đấy, cái gì đấy? Vãi, tại đây nào tơ nữa, tơ nó lên được nhở, mà nó không thấy mình luôn ý. Nó đi qua mình nhưng không thấy mình. Cạn lời. Quả đấy ảo nhở, không biết là tại sao, chắc là bị lag ấy. Thế đấy, nó qua được mà nó không thấy mình, mà nó còn cắm mặt về trước nữa chứ. Xàm thật. Úi dồi ôi, đấy, nhảy qua đấy. Thằng này cũng nhảy qua đấy. Úi dồi. Hết hồn. Vâng, cái gì đấy bạn, cái lỗi là của định mệnh thôi chứ không phải của mình nhá.
Ở đấy rõ ràng là mình muốn qua thăm hỏi, chào hỏi bạn rồi. Nhưng cái số mệnh thì thực sự nó phũ phàng quá. Ui dồi, này thì cận chiến này. Đây rồi, giống ba anh non đây này. Mấy con này rất dễ cận chiến anh em ạ. Trừ những con mà lớn đầu thôi. Còn những con bé đầu cái này rất dễ. Rồi, không có ai đuổi theo mình. Sợ nhất là những cái thằng mà nó cứ lù lù ở phía sau nó móc lốp ấy. Khó chơi cực. Ui dồi ôi, thằng kia nó liên hoàn cận chiến hết rồi kìa. Hỗn loạn thế. Còn mỗi thằng này. Ok. Ok. Ok, ok kìa. Ơ kìa. Vãi. Thì đích nào mất giáp nhở. Xàm. Nhưng không sao. Thằng cuối cùng của trận đấu. Một trận đấu trải qua rất là nhanh. Chả có zombie. Zombie thì nó AFK hết thì em cũng thấy rồi. Vâng, cực kỳ là khổ nạn. Chả nhẽ bị lại bỏ phòng này sang một khác sao. Anh em ở đây thì rất hứng chó, nhưng biến zombie cái là thẩm du ngay. Sợ thật. Đây kìa. Đấy, hít giết nó đây. Anh em đừng cover nhá. Để cho nó lùa thằng kia có zombie. Ui dồi ôi, không bắt được rồi. Sợ thật đi. Đây bạn ơi, đây đây đây, đúng rồi. Ra đây, ra đây, ơ kìa. Vâng, nó vẫn tham cái thằng thẩm du thôi. Chúng ta cứ để cho nó hiếp thằng đấy. Rồi lại bị cần chiến nữa rồi. Mình chưa kịp làm gì đã có thằng nằm xuống rồi. Vâng. Chúng ta sẽ đi tìm zombie. Tơ thì không cận chiến nhá. Tơ thì để cho nó đi kiếm hàng. Còn mình thì đây rồi. Cương thi đây này. Úi dồi ôi, hủy diệt nữa. Đông thế. Hình như nó cận chiến thằng tơ. Vãi xoài. Đến đây. Đến đây, đúng rồi. Đúng rồi. Một bé. Còn thằng nữa. Đây đây đây. Làm nốt thằng này. Làm nốt thằng này. Úi dồi. Khổ tân. Vâng, sorry bạn nha. Quả đấy mình chém bị hụt. Đấy, làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đấy? Con lợn này. Thích đú không? Úi dồi ôi, úi dồi, úi dồi. Làm gì đây? Thích không? Ông phê không? Ông thích đố thì mình sẵn sàng cho dao vào mồm ngay. Và đây là Kuri Number Gold, một phiên bản đặc biệt của Kuri. Vâng, dòng Kuri đắt nhất. Cái vũ khí này là đắt nhất dòng Kuri đấy. Dòng Kuri VIP. Ủa ôi. Vãi. Thế đấy là mình làm tơ nhở. Mà biết thế lên đứng hết trên cái bọn đủ hàng thì hay rồi. Mà mình ít khi thẩm du nên mình ít khi đứng với bọn nó lắm. Toàn đứng lẻ thôi. Thế là biến zombie chả cào được thằng nào. Đây rồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Chạy, chạy, run, run, run. Ô kìa, ô kìa. Sao rớt. Ở đâu rồi. Vãi thật. Định mệnh mình ngáo đến thế sao. Úi dồi ôi, từ từ bạn này. Từ từ, đừng bắn. Định mệnh. Cái thằng này nó nhây nhỉ. À, từ từ, đây rồi. Này thì bắn này. Cố, người ta đang bắt thằng kia. Cứ dí súng vào đít người ta. Úi dồi, thằng nó chạy đi dùng hàng rồi. Con lợn này. Thằng kia nó ngáo đến thế mà nó di chuyển mà còn rớt, mà mình cứ tưởng nó đi được cơ. Tới đấy nó rớt xuống. Xàm thật. Bằng những quả hích não đi vào lòng người. Anh em đậu lên hiếp nào. Đúng rồi. Giết đó. Hay quá. Một bé này. Úi dồi, cương thi. Giết nó đi bạn này. Úi dồi, nó bắn chết bà luôn rồi. Mới biến thôi anh em ạ. Á đồ. Á đồ. Á đồ. Á đồ. Á đồ. Ú đà. Ờ. Ui dồi, chết rồi. Mình chậm tay quá. Quả đấy mà không ăn được thì phí. Đây rồi. Còn một thằng nữa. Ôi. Ôi ôi. Nhanh vậy. Khổ thân mấy bọn chiến binh. Vâng, đúng là xúc giật mà. Thế đách nào. Zombie
Hủy diệt thế. Nghĩ là thằng Long Long này làm giống bài này. Đúng rồi. Vâng, cái linh cảm của mình nó luôn luôn là rất là chất. Ui, ui rồi ôi. Tính đợi nó chạy ra la liếm cái cận chiến mà thế đấy nào. Thằng Tơ thông đít ngay. Bọn công nhận cái bọn chỉ nào thích thông đít lắm em ạ. Tốt nhất để quan sát phía sau cho kỹ vào. Vâng, một phút lơ là một phút mất giáp. Một phút lơ là cái giáp bay đi. Té thôi. Chúng ta sẽ lên đây quay tay. Một sợ thật ý. Để xem. Mình nghi có thằng nào nó đuổi theo mình em ạ. Lên đứng đây quan sát tí thôi. Chứ mình không nghĩ lên đây quay tay. Đúng rồi, thằng Tơ định mệnh thằng Tơ nhá. Hay lắm đêm bờ.